Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia chương trình để góp nhận 10.000 token có ký hiệu là pin. Đây thì dự án cái này đã phát triển dưới pin wallet của nó các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video bấm start chatbot các bạn. Rồi bấm start cái nữa các bạn. Rồi bấm cấp trang nè các bạn. B2. Và các bạn chậm xíu các bạn. B2B ZC rồi gửi cho bot nè, rồi mình sẽ get được 10.000 top cần nè bạn, rồi bấm join này góp. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn, join kênh group này. Hiện tại top cần này có, rồi bạn bắt đầu đi các bạn, join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi, tiếp tục cùng follow từ Twitter nữa. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi này bạn, sau này nó sẽ ra một cái app này bạn, dự án này nè. Rồi, các bạn like, các bạn chia sẻ cho Twitter nè. Rồi, các bạn tài Twitter lên các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một submit tên nè các bạn. Rồi, nó có ứng cấp ứng seller, không bấm don. Submit Twitter bot. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link và lưu file tới Twitter mình nhé các bạn. Thì bạn nhấp cho ba cảnh cùng nữa. Nó vào hồ sơ nữa các bạn. Bạn nhấp cho ba cảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Dự án này khá là ngon nữa các bạn. Rồi bạn gửi lại support nữa. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sao Margin Bet 20 trên chocolate nha bạn. Bạn sẽ chép lên. Rồi, tiếp tục các bạn chỉ bấm vào sở thích để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, bạn đã nhận được 10.000 token pin collect nè bạn. Các bạn lên ghép và chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm token nè bạn. Ok, những video mình đã hướng dẫn cho các bạn nhận 100.000 token pin collect. Đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.